11 tháng đầu năm, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 9 hội nghị kết nối sản phẩm OCOP, thu hút hàng trăm sản phẩm OCOP đến từ nhiều tỉnh thành tham dự. Ngay thời điểm này, dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đặc sản vùng miền này thông qua đó tiếp tục tăng cường về Thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều kênh phân phối bán lẻ khác nhau nhằm tìm kiếm thị trường, tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho người dân thành phố trong dịp Tết. Gà ủ muối, một trong những sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Quảng Bình, được đơn vị này phân phối độc quyền, đưa trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông qua các hội chợ, triển lãm. Dự kiến trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, doanh nghiệp này sẽ đưa hơn 3.000 sản phẩm gà ủ muối ra thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì cơ sở sản xuất bên em là bà con đang nhân rộng cái giống gà để nhân rộng lên để bà con có thể là nuôi được nhiều. Em mong tới nay thì mọi người biết đến nhiều thì bà con càng có thêm công việc. Tỉnh Quảng Bình hiện có 145 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 19 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các mặt hàng này đến thị trường Thành phố Hồ Chí Minh như khoai dẻo, nấm, gạo, muối, khô, các loại hải sản và đón nhận được sự quan tâm của người dân thành phố. Chúng tôi sẽ làm một cái gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Bình để đặt tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để cho các cái khách ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thể tiếp cận và có thể là đặt hàng. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp OCOP tại các tỉnh, một trong những khó khăn hiện nay khi tiếp cận thị trường thành phố là khách hàng chưa biết nhiều về giá trị của hàng OCOP. Trong dịp Tết năm nay, các doanh nghiệp này cũng chủ động nguồn hàng cùng nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng. Trong mùa Tết năm nay thì sản lượng mà chúng tôi mong muốn đưa vào thị trường Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 2 tấn. Thì chúng tôi đã chuẩn bị đa dạng hóa các mặt hàng của cơ sở mình để khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Chúng tôi tham gia các hội chợ triển lãm, giới thiệu hàng hóa của doanh nghiệp tại các hội thảo hội nghị, có mời các nhà phân phối để cho doanh nghiệp Bình Phước gặp gỡ và trao đổi để giới thiệu hàng hóa của mình vào các kênh phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay các sản phẩm OCOP được đưa vào thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đa dạng từ chủng loại đến giá thành. Nhiều hệ thống phân phối đã có những gian hàng riêng như hệ thống Sài Gòn Co-op với 70 gian hàng và MN Mega Market với 176 sản phẩm. Với sự chuẩn bị sớm nguồn cung hàng hóa cho Tết, năm nay Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đảm bảo tốt lượng hàng tiêu dùng thiết yếu, giá cả ổn định phục vụ người tiêu dùng mà còn có thêm nhiều loại đặc sản vùng miền, góp thêm hương vị đậm đà ấm cúng ngày xuân.